Cô làm câu 1. Ráng bày chỉnh style heading 1 màu đỏ in hoa 14 ABC vàng. Heading 1. Modify màu đỏ in hoa chữ 14 ABC numbering, nền màu vàng, setting. Ok, chèn hình vật 1 vào A, hình 2 vào C, gán ghép xanh. Wrap text square, picture style tùy ý thì có thể để như vậy cũng được, hoặc muốn chọn giống vậy thì vô đây, nhưng nếu còn thời gian làm người ta không yêu cầu thì thôi. Phần C, work 2 rồi square và caption. Caption là bắt buộc. Chèn gán caption lần lượt cho hình 1 và hình 2. Hình 1 chọn hình 1, đây là reference caption, và chọn cái này hình. Nếu mà không có chữ hình đó thì ví dụ này nha, không có chữ hình thì các bạn new label và có chữ hình vô đây. Ok, thì đây nó sẽ có chữ hình, hình 1, hình 2. Ok, watermark tại thương vi sinh 60 màu xanh nằm chéo. Bay layout watermark custom test watermark gõ đại cương vi sinh. Chữ 60 màu xanh lá cây. Apply. Ok, thấm lại. Một lục ở cuối tài liệu, một lục văn bản và một lục hình. Một lục văn bản, reference, table of content. Ok, một lục hình, reference, insert, table of figure. Ok, một lục. Tạo bút mắt với tên lưu ý cho đề mục hình dạng. Tôi chọn đề mục hình dạng, insert bookmark và đặt tên cái bookmark là lưu ý không bao giờ tiếng Việt, add nó vô. Rồi khi mình ở bất kỳ vị trí nào mà mình bookmark dùng đó nè, tu là nó tới ngay chỗ mình đánh dấu đó.